sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Hàng năm, thế giới mất đi khoảng 15% lượng gang thép luyện được do kim loại bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại? Tại sao kim loại bị ăn mòn và có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn? Một la mã, thế nào là sự ăn mòn kim loại? Quan sát đồ vật xung quanh, ta thấy có nhiều đồ vật bằng kim loại, đặc biệt là bằng hợp kim sắt bị rỉ không dùng được nữa. Thí dụ như cầu, vỏ tàu thủy, cửa sổ sắt, ô tô. Trong không khí có khí oxy, trong nước mưa thường có chứa axit yếu do khí CO2 và một số khí khác bị hòa tan. Trong nước biển có hòa tan một số muối như NaCl, MgCl2 v.v. Những chất này đã tác dụng với kim loại hoặc hợp kim sắt tạo rỉ sắt có màu nâu, xốp, giòn và làm cho đồ vật bằng sắt bị ăn mòn. Kim loại bị ăn mòn do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc trong môi trường như nước, không khí, đất. Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường gọi là sự ăn mòn kim loại. Hai la mã, những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại? 1. Ảnh hưởng của các chất trong môi trường. Thí nghiệm do học sinh thực hiện. Thực hiện trước các thí nghiệm tại nhà hoặc trong phòng thí nghiệm. Sau một tuần, lấy đinh sắt ra, quan sát đinh sắt và nhận xét hiện tượng. 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ. Thực nghiệm cho thấy ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn. Thí dụ như thanh sắt trong bếp than bị ăn mòn nhanh hơn so với thanh sắt để ở nơi khô ráo và thoáng mát. 3. La mã, làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn? Từ việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại, chúng ta có những biện pháp để bảo vệ kim loại như sau. 1. Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường. Sơn, mạ, bôi dầu mỡ lên trên bề mặt kim loại. Các chất này bền, bám chắc vào bề mặt của kim loại, ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường là không khí, hơi nước. Để đồ vật ở nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sạch sẽ sau khi sử dụng, như lau bếp dầu, bếp ga, rửa sạch sẽ các dụng cụ lao động và tra dầu mỡ sẽ làm cho kim loại bị ăn mòn chậm hơn. 2. Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn. Người ta sản xuất một số hợp kim ít bị ăn mòn, thí dụ như cho thêm vào thép một số kim loại như chrome, nickel cũng làm tăng độ bền của thép với môi trường. Kết luận bài. 1. Sự phá hủy kim loại và hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại. 2. Kim loại bị ăn mòn là do kim loại tác dụng với các chất như nước, oxy, không khí và một số chất khác trong môi trường. 3. Sự ăn mòn chậm và nhiệt độ của môi trường. 4. Các biện pháp chống ăn mòn như ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường hoặc chế tạo những hợp kim ít bị ăn mòn. Em có biết quy trình bảo vệ kim loại cho một số máy móc, một số dụng cụ chỉ sơn hoặc trắng bảo vệ kim loại? Với những đồ vật này, người ta thực hiện bảo vệ kim loại theo quy trình sau. Bước 1, phun nước nóng lên đồ vật để tẩy các vết bẩn có thể hòa tan trong nước. Bước 2, nhúng đồ vật vào dung dịch kiềm để tẩy rửa những chất bẩn có tính axit. Bước 3, nhúng đồ vật vào dung dịch axit để trung hòa kiềm, đồng thời tẩy rửa những vết bẩn có tính base như oxit, hydroxit kim loại. Trong dung dịch axit có chất hãm, để axit chỉ tẩy rửa vết bẩn mà không làm hại kim loại. Bước 4, cho đồ vật qua buồng phun nước sôi để tẩy rửa hết axit, chất bẩn còn bám trên bề mặt kim loại. Bước 5, nhúng đồ vật vào mỡ sôi để bảo vệ kim loại. Bài tập 1. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Lấy 3 thí dụ về đồ vật bị ăn mòn kim loại xung quanh ta. 2. Tại sao kim loại bị ăn mòn? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại? Lấy thí dụ minh họa. 3. Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Nêu 2 thí dụ cụ thể mà bản thân em đã làm để bảo vệ đồ dùng bằng kim loại trong gia đình. 4. Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lý hay là hiện tượng hóa học? Hãy lấy thí dụ chứng minh. 5. Hãy chọn câu đúng. Con dao làm bằng thép không bị rỉ nếu A. Sau khi dùng rửa sạch, lau khô. B. Cắt chanh rồi không rửa. C. Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày. D. Ngâm trong nước muối một thời gian.